Lễ hội gội đầu năm nay diễn ra với các hoạt động lễ dâng hương tại đền Linh Sơn Thủy Từ và đền Nàng Han. Lễ gội đầu và các hoạt động văn hóa thể thao trò chơi dân gian tại bến gội đầu bản Pom Sinh, xã Trường Bằng. Theo truyền thuyết, lễ hội gội đầu được gắn với Nàng Han là vị tướng anh hùng cầm quân đánh đuổi giặc phương Bắc, dẹp xong giặc. Vào trưa 30 Tết âm lịch, Nàng Han ban lệnh cho quân sĩ nghỉ ngơi tắm gội để ăn mừng chiến thắng và đón năm mới. Lễ gội đầu có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của bà con các dân tộc Thái Trắng, thể hiện tinh thần đoàn kết, mong muốn nhiều may mắn trong năm mới. Sau lễ hội, các trò chơi dân gian sẽ được tổ chức như tóm má lẹ, múa xòe, tung còn, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho bà con chào đón năm mới Canh Tí 2020. Lễ hội gội đầu được huyện Quỳnh Nhai tổ chức thường niên hàng năm, không những giữ gìn phát huy và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, mà còn là dịp để quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hóa đến với du khách trong và ngoài huyện. Nhưng ai cũng thấy yêu lao động.